hôm nay bà được lên thủ tế thì ông có cảm xúc gì?
giờ thì chúng ta bắt đầu vào cái nghi lễ gì ạ? À, nghi lễ chuẩn bị trao con sò. À, trao cái gì bác? À, con sò hai làn. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác. Thôi chính cô. Thank you.
trên tùm tìm mắt bồ câu long lanh. Chị hai đi chạy hồi, kia là anh ba đi chạy hồi, từng bừng là trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân. Chúng đã dùng bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa vời xuân. Đúng rồi, hôm nay đầu tiên. Có cảm giác nào? Cảm giác rất tự hào. Và lúc đầu hôm nhận cái đấy thì bác cảm thấy là lo lắng không? Cũng lo, thế là qua một năm coi thế là rất là lo. Làm sao mà để hoàn thành nhiệm vụ được chủ tế năm 2019. Thế bác trai có hỗ trợ nhiều cho bác cái việc... Có chứ. Bác trai cũng hỗ trợ mà nói chung là các quân cũng hỗ trợ nhiều, ủng hộ. Và bác trai cũng vẫn động viên tinh thần, các con cũng động viên, nói chung là cả nhà rất ủng hộ. Hôm nay có cảm giác nào, có tinh thần như thế nào ạ? Ôi dồi, hôm nay tuy rằng là vất vả nhưng mà rất là phấn khởi. Các con, các cháu đầy đủ, chị em. Vừa vui lại vừa lo chứ. Con trả lời chị. Con nào con đấy rồi. Con nào con đấy. Đi ngủ. Con là con bố Tùng đầu gấu. Ờ. Phải không? Con học, con học. Con tên là gì? Trà Vy. À, con có gì? Con có gì? Trà Vy. Con tên là gì? Con tên là gì? Con tên là gì? Bố Tùng Vy. Ông Tùng. À, ông Tùng. À, con là ông Tùng cái gì? Con là gì? Mẹ gì mà con? Mừng là trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân. Chúng đã rục bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa vời xuân đình, biên châu đường duyên ai. Thank you.
và giảm rước khi đi qua để đảm bảo cho việc an ninh trật tự diễn ra trong lễ hội Đền Đô. Ban tổ chức đề nghị tất cả quý khách chạy hội Đền Đô có xe máy, xe đạp gửi vào đúng nơi quy định. Tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội Đền Đô năm Kỷ Hợi 2019 vào 20 giờ tối nay tại sân đầm Đền Đô ngày 15 tháng 3 âm lịch từ sáng 7 giờ 30 phút đến trước mẫu từ chùa Tâm về Đền Đô, 11 giờ lễ tiễn chiếu rời đô, tiếp tục nhân dân và quý khách thập phương tế lễ dân hương truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian được diễn ra như hát quan họ, đấu vật, bóng chuyền gia, bóng bàn, cờ tướng, tổ tôm điếm, thi gói bánh phô thê. 20 giờ chương trình văn nghệ do nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn. Ngày 16 tháng 3 âm lịch, buổi sáng nhân dân và quý khách thập phương tế lễ dân hương truyền thống. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian được tiếp tục diễn ra như thể dục dưỡng sinh, thả chim bồ câu, hát quan họ, hát tuồng, bóng chuyền hơi, bóng bàn, đấu vật, cờ tướng, tổ tôm điếm, thi đấu cơm yêu hợp nhất. 20 giờ chuyển văn nghệ do nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn. Về ban tổ chức lễ hội Đền Đô năm Kỷ Hợi 2019 trân trọng thông báo và kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương cùng tham dự đón xem chương trình lễ hội Đền Đô năm Kỷ Hợi 2019 chính thức được long trọng tổ chức trong 3 ngày từ ngày 14 tháng 3 đến hết ngày 16 tháng 3 âm lịch năm 2019 tại khu di tích quần thể khu di tích lịch sử Đền Đô. Oh!
sẽ cứ thành. Hôm nay dỗ tình rằng, hôm nay dỗ tình rằng. Ba đâu. Sông ý đổ dồn về một bên, anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây hỡi nàng, nàng ơi hỡi nàng, nàng ơi anh chẳng yêu nàng, anh đến mà rơi nước rơi dầu, rơi nước rơi dầu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng trời xa. Dạ, xin mời anh cả anh hà ăn với em miếng trầu. Thank you.
Rồi, cháu cái gì vẫn thế. Bình thường đúng không? Bình thường. Thế làm sao mà ai dám đưa lên đấy, các phòng ấy. Tỉnh rồi. Là cô thấy gọi là rất vui ạ. Sau một chặng đi được nửa đường rồi thì cô thấy mệt lắm không ạ? Cô thấy bình thường ạ. Phấn khởi đúng không? Là không mệt nữa. Khởi lên là không có gì mỏi mệt ạ. Rất vui ạ. Phải đi rồi. Là các con dâu con gái nào? Em. Con dâu con gái các cháu. Đây là cháu. Các cháu. Các cháu cả. Phải đi rồi ạ. Con gái bây giờ mà xuống đình mà quay lại vòng nữa thì có được không chị? Thôi thoải mái đi em ơi, bọn chị đang hào hứng lắm. Ô sao lại có ông nào không đi nhặt ghế? Hết việc rồi. Hết tiền rồi anh à, phải đi nhặt ghế về bán. Hai thanh niên bạn của Lâm trông có vẻ là rất là sung sức. À đâu em, em bảo anh ý khỏe, anh bê từ giờ đến đèn nữa. Thế nào bạn Tuấn, cảm giác nào? Rất thoải mái. Đây là lần mấy tham gia hội điện đôi rồi? Lần đầu và rất vinh dự. Tôi ba mấy năm rồi, từ trước. Sao quạt thế này? Hai em chị nào chị ở đi? Về đến ta là phải đúng vui. Còn ông thì đang phát ghế. Người thì về quan. Đi sau đứng quà. Đấy. Anh có thể cho biết là anh là nhân vật nào mà có tầm quan trọng người đẹp chăm sóc tận tình đấy? Đại gia đấy em ạ, anh ạ. À, đại gia với chân dài đấy rồi. Chân dài chỉ có mét lăng thôi. À, sau khi đi một nửa chặng đường rồi thì bác cảm giác như thế nào ạ? Hết rồi, có nghĩa là bác cảm giác vẫn mạnh khỏe. Như làm sao cho toàn đội như thế là mạnh khỏe, cho đoàn rước cho được hoàn thành nhiệm vụ đẹp. Chắc hôm nay là phấn khởi lắm nên là không thấy mỏi đâu nhỉ bác nhỉ? Không, khí thế này làm sao mỏi được. Thank you.
là duyên buôn nụ nụ ban hoa, hết ni duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chi đa đời chờ. Hồi hà từ hồi hư là hồi hư. Tình nghĩa tình chưa tươi không phải sau đêm.
Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin, xin nhiệt liệt chào mừng. Ah.
Wow.
nhậm tịch tứ dân y thương bát tài thiên cổ linh tử nhất phương thắng hồi nguyên miếu loan mao hoa cù kiếm bồi phong vật tráng quan địa thiên giao thái cẩn cao cẩn cao cẩn cao hoa thank you.
chưa?